hiện tại là đi lạc đường. Khu kia là khu tòa nhà sâu tham vừa nãy. Và chính xác bọn mình đã đi một vòng tròn mà vẫn chưa thấy đâu. Và vẫn phải đi tìm. Trời rất là nắng. Sợ thật. Bạn có thể nhìn. Thật là vất vả. What's up anh em? Hiện tại bọn mình đang có mặt ở trung tâm thương mại Sâu Tham. Đây các bạn có thể nhìn đây. Mình đang ở đường phố Đài Loan đây, chứ Sâu Tham đây. Đó. Hoa chuối Đài Loan đâu? Đây là cây cảnh với ai bảo hoa chuối. Thì ở video lần trước là có một bạn mách cho mình mặt đó là trên đây khoảng 200m là có một cái gì nhỉ? Chợ đồ cũ, em ơi thùng rác kìa. Vứt rác. Thì trên đây khoảng 200m là có một cái chợ đồ cũ. Thì bây giờ bọn mình sẽ lên đấy để review xem là ở chợ đồ cũ Đài Loan nó có cái gì hay ho thì sẽ gửi đến cho anh em xem. Còn đây là tòa nhà Sâu Tham, trung tâm thương mại Sâu Tham. Tí nữa nếu mà thích thì mình sẽ vào xem. Thì hiện tại bây giờ mình sẽ ra chợ đồ cũ đó. Các bạn có thể nhìn thấy là đường phố Đài Loan rồi là khuôn viên Đài Loan rất là sạch sẽ, đẹp nhỉ. Các bạn có thể nhìn thấy là an ninh bên Đài Loan rất là tốt. Xe máy dựng đầy ngoài đường chả sao cả. Không sợ bị hack mất đâu, không phải lo. Ok, bọn mình đang di chuyển. Trong đây nhiều trò chơi lắm. Trong đây có cả Adidas với Line mà. Không biết khu này khu gì ấy. Lúc đấy là đoạn tòa nhà Sâu Tham 1 và bây giờ là sang Sâu Tham 2. Hai tòa nhà tách biệt nhưng đều chung là một khu trung tâm thương mại. Bên trong hàng đều là hàng hiệu cả, đắt lắm. Đi. Tí nữa vào. Ok, chuông đẹp không này? Chuông đẹp đấy. Đó. Nắng quá trời, nó rất là nắng. Ngồi giữa đường luôn. Nào cố lên đi nào. Ở Đài Loan nó có cái dịch vụ gọi là xe đạp thuê. Ở đây có cái trạm xe đạp này, các bạn có thể dùng thẻ để thuê. Thẻ này thì mua ngoài tiệm siêu thị thôi, cũng không đắt gì cả. Thuê xong các bạn có thể đi thoải mái, xong rồi đến cái trạm tiếp theo các bạn có thể giả xe bất kỳ ở trạm nào cũng được. Tức là các bạn thuê xe ở khu vực này, xong các bạn đi sang khu vực khác mà thấy cái trạm xe này các bạn có thể giả xe ở đấy. Đây. Em ơi đang để xanh ấy, đi em ơi. Đúng rồi, nhanh điện đỏ. Ủa khi quên nghỉ xem á. Dự đến chưa sao cái ủa chưa ta cai chưa nỉ dấu ít cờ ti phan chưa sư mai ơ sầu hua tự tung si nỉ chưa tao cha nan nỉ mà ơ sầu hua thế à nhớ mày sư mò mấy ở ủa chưa sư ủa sư giao phân sáng cái ủa mình tự phân giao khan à ơ sầu hua应该是在转角过去直走转角过去这边这个角绿灯右转直走直走看到 seven看到 seven 对面，对面。A few moments later。哦，你说一整地方的话，那就是那个，你走回去也是在 seven 看到 seven 对不对？再过去看，过这边。好。我刚讲的是一家，它是在 seven 家看过去。好。然后如果你现在要找那个，是一整片的。对对对。它是第二个很大的广场。啊，对对对对对。上面有搭帐篷。对对，才是哦。哦好，谢谢你。哦，你一走到，你都我唔知你要找一家还是要一群。好，一群是那边。好，谢谢你啊。按不爱找什么？好，谢谢你啊，拜拜。现在呢，đi lạc đường. Khu kia là khu tòa nhà Sâu Tham vừa nãy. Và chính xác bọn mình đã đi một vòng tròn mà vẫn chưa thấy đâu. Và vẫn phải đi tìm. Cuối cùng sau một chặng đường dài bọn mình đi tìm đường, thì bọn mình đã tới nơi. Nhưng mà rất tiếc là nơi đây người ta chỉ mở vào buổi sáng. Các bạn nhìn là đồ đạc người ta đã thu dọn hết rồi. Kia có thể nhìn thấy những cái gian hàng rất là nhiều, rộng lắm, đủ các loại đồ. Hello xin chào, chưa đi thì vẫn ta cai chín chín điểm cho khai mật. Chào sang à? Chào sang 5 giờ đến 7 giờ. Ờ hảo xin chào. Đây các bạn, buổi sáng 5 giờ sáng cho đến 1 giờ chiều là đóng cửa và hiện tại bây giờ là mấy giờ rồi? Em ơi bây giờ mấy giờ rồi? Bây giờ là 2:30. Bây giờ là 2:30 và mọi người đang thu dọn rồi. Ở đây chợ đồ cũ ở đây rất là rẻ và chắc là hy vọng mà một ngày gần nhất, một ngày sắp tới bọn mình sẽ đến đây và tham quan một lần và sẽ review cho anh em xem sau. Bây giờ mày qua là vẫn có một tiệm này vẫn đang mở ở đây, họ bán máy tính này, gì nhỉ, máy tính bảng này, cả máy ảnh này. Và đi tham quan một chút nhá. Không
Đó, ở đây rất là hay. Đây, máy tính cũ Lenovo này, Asus này. Camera ở đây có con Nikon. Rất là nhiều đây, các bạn có thể nhìn này. Đó. Kể cả cái con Samsung đời cũ kia cũng vẫn còn kìa. Rất là hay. Đây có cả cái đồng hồ smartwatch. Người ta không cho quay. Thôi giờ tôn trọng, người ta không cho quay thì thôi vậy. Mình đi đến gian khác. Ở những cái chợ đồ cũ này như vậy mà thỉnh thoảng có những người mà họ không cho quay bởi vì giá họ kiểu như là họ không muốn làm mất giá đấy. Hay vì lý do đấy nên người ta không cho quay. Nên thôi người ta không cho quay mình phải tôn trọng thôi. Mình sẽ đi ra chỗ khác. Giờ chúng ta phải đi tìm bà còi xem ở đâu. Ở đây bán hàng dụng cụ. Dụng cụ kiểu dạng là xây dựng các thứ ấy. Nếu mà có dịp đến đây sớm thì có thể mua được các cái đồ gọi là giá rẻ. Hoặc là nãy giờ ngồi đây à? Anh đi tìm em mãi. Anh đi một vòng tìm em. Ở kia có cái tiệm bán điện thoại cũ với cả máy ảnh cũ mà người ta không cho quay, thế lại phải quay về. Thì mân chưa nghỉ chứ mày cờ lý bay tôi mãi tôi khai mà. Mày thiên tôi khai. Lý bay bị cho mấy người. Lý bay ở đây yên tĩnh đang休息. Ờ na. Lý bay ở khai sự đó lý bay mấy thiên. Ờ. Giáo sang ơi. Giáo sang cơ. Giáo sư đến ta sau rồi. Tôi không biết đâu suy hiện tại thay hoàn của lái. Bạn thiên ơi. Ờ. Đi mấy thiên lại tôi có người bán. Ờ. À lý bay đều thiên người tôi to. 我记得呢，谢谢。有机会我过来。哎，来逛啊，来逛啊，好，谢谢啊。好，谢谢。 Mình có hỏi một bà chủ ấy, bà chủ bà là hàng ngày tầm khoảng 5 giờ sáng đến 1 giờ chiều là người ta mở. Nhưng mà người ta chỉ mở nửa ngày thôi, tức là mở buổi sáng thôi. Còn đến buổi chiều đến như tầm này là người ta sâu hết rồi. Thế nên là cũng rất tiếc, thì mình bảo là thôi có dịp thì lần sau mình đến sau, mình đến tham quan sau, thì bà bảo ok lần sau có dịp thì đến tham quan rồi mua sắm không có vấn đề gì cả. Mọi người rất là hòa đồng không sao cả. Chỉ có ông kia là không biết lý do tại sao mà kiểu dạng vì không thích hoặc là kiểu như là cái đồ điện tử nên là người ta không cho quay. Cái đấy thì chuyện bình thường thôi. Ở Việt Nam cũng vậy mà, ở Việt Nam nhiều đi mua chợ Nhật Tảo thì đôi khi có những ông chủ hoặc là bà chủ người ta không cho quay, đấy là chuyện bình thường, thì đấy là mình phải tôn trọng họ. Nên thôi có lẽ là video này mình sẽ kết thúc ở đây và sẽ hẹn một ngày gần nhất bọn mình sẽ đến đây và tham quan để chia sẻ cho anh em xem ở đây có gì hay ho. Đồ có rẻ không mà mua được cái gì thì gửi cho anh em xem. Đấy, thì cảm ơn anh em đã xem video. Thì ngoài những video chia sẻ về cuộc sống Đài Loan này thì có những video chia sẻ về việc trò chơi gắp gấu hoặc là du lịch chẳng hạn, thì mong các bạn sẽ đăng ký kênh ủng hộ cho bọn mình có động lực làm video mới. Bạn này ngồi đây nãy giờ mà mình đi tìm một vòng.